lần đầu khởi tố vụ lừa đảo mua sắm, tích điểm trên ứng dụng thương mại điện tử. Công ty cổ phần công nghệ Internet DBI Việt Nam là đơn vị quảng cáo sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực chất DBI Mall chỉ là hình thức lừa đảo. Chiều ngày 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet DBI Việt Nam ở 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đây là vụ án đầu tiên được khởi tố liên quan đến dấu hiệu lừa đảo mua sắm, tích điểm trên ứng dụng thương mại điện tử. Công ty Cổ phần Công nghệ Internet DBI Việt Nam được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 2017. Đây là đơn vị quảng cáo sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam, thông qua ứng dụng với tên gọi DBI Mall để kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, hoạt động của DBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, mà thực chất chỉ là hình thức để một số cá nhân cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng khi chưa được Bộ Công Thương cấp phép để hưởng chính sách. Do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 180% mỗi năm. Từ tháng 3 năm 2019 đến giữa tháng 4 2020, ứng dụng DBI Mall đã thu hút 435.521 tài khoản đăng ký với mạng lưới trải dài trên 22 tỉnh, thành phố và 39 đại lý được thành lập. Trong đó, có 23.286 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống với tổng số tiền thu được 780 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.